Xin chào quý vị và các bạn. Dù miệng bà Nga nói là yêu thương hai chị em Minh Anh, Mỹ Anh như nhau, nhưng trong lòng bà vẫn có chút thiên vị cho cô con gái bà rứt ruột đẻ ra. Bảo sao khi Mỹ Anh cầu xin bà giữ kín kế hoạch hoán đổi thân phận, khi Minh Anh may mắn từ cõi chết trở về, bà vẫn cố tình bao che, dung túng cho sai lầm của Mỹ Anh. Chỉ tới khi mọi việc bại lộ với những việc làm bất nhân thất đức mà Mỹ Anh gây ra, với cái chết tức tưởi của ông Khánh, Mỹ Anh khó có cơ hội có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Giờ bà Nga mới hối hận, bà không thể chống mắt nhìn con gái cưng của mình ra nông nỗi đó. Thôi thì con dại cái mang, bà tìm tới hạ mình cầu xin bà Dung, cầu xin Hải Đăng giơ cao đánh khẽ. Trước lời cầu xin của bà Nga, liệu rồi bà Dung, Hải Đăng có truy cùng đuổi tận cái chết của ông Khánh? Hay họ hiểu, một kẻ không có tính người như Mỹ Anh, nếu nhân nhượng, cô nàng sẽ được đà lấn tới. Sẽ còn nhiều người vô tội có kết cục bi thảm như vậy. Bà Dung sẽ có quyết định ra sao? Và bản án nào đang chờ đợi cô nàng mưu mô xảo quyệt đó là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Mỹ Anh biến nguy thành an, vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần, lại thấy Hải Đăng nhận nhầm cô thành vợ sắp cưới. Lại biết được tin Minh Anh khó qua khỏi, cô tự nhủ đây là ý trời. Cơ hội này nhất định cô không thể bỏ lỡ. Cô đổi trắng thay đen, tự nhận mình là Minh Anh. Chỉ có bà Nga và bác sĩ Tài biết rõ bí mật của cô. Nhưng cô tự tin họ sẽ không bán đứng cô. Vì bà Nga là mẹ ruột của cô, sẽ không dồn cô vào bước đường cùng. Còn bác sĩ Tài cũng bị sức mạnh của đồng tiền chi phối. Cô tự tin với khả năng diễn xuất của mình. Lại hiểu chị gái từng chân tơ kẽ tóc, cô sẽ dễ dàng qua mắt được mọi người. Thế nhưng cô có khéo léo, có danh mãnh tới đâu, cũng sớm lọt vào tầm ngắm của ông Khánh. Ba Hải Đăng. Trước đây, khi cản trở mối quan hệ của Hải Đăng và Minh Anh, ông có cơ hội tiếp xúc với cô, ông cảm nhận được vẻ thánh thiện từ Minh Anh. Và rồi cách cô lẳng lặng rời xa Hải Đăng không một lời từ biệt, cách cô luôn giữ khoảng cách khi Minh Anh tìm tới nối lại tình xưa, cách cô chẳng do dự cứu ông một mạng. Ông hiểu Minh Anh là cô gái hiếm có, khó tìm. Cô xứng đáng là con dâu Trần gia. Cô nổi tiếng, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Nhưng ông chẳng thấy bất kỳ điểm nào từ cô con dâu này. Con dâu ông đụng đâu hỏng đấy, luôn biết cách bao biện, biết cách tìm lý do thoái thác. Cô hoạt ngôn, chứ không giống vẻ bình dị, ít nói như Minh Anh. Đã vậy, ông từng có ác cảm với cô gái mang tên Mỹ Anh, khi cô và vợ chồng ông từng xảy ra va chạm. Mỹ Anh già mồm ăn vạ, cô nàng còn bị đám giang hồ cho vay nặng lãi rượt đuổi. Ấy vậy mà, giờ cô biến thành một người khác, nhu mì, hiểu chuyện. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, chắc chắn giữa hai chị em họ có mờ ám. Để đi tìm câu trả lời những trăn trở của mình, ông cho người theo dõi hành tung của hai cô gái. Và lật lại vụ tai nạn năm xưa. Và rồi ông ngã ngửa phát hiện sự thật động trời. Chính Mỹ Anh cố tình hoán đổi thân phận với Minh Anh và người giúp cô nàng thành công thực hiện ý đồ của mình là bác sĩ Tài. Thì có trong tay mọi bằng chứng, ông muốn làm sáng tỏ mọi việc, cũng như trả mọi việc về với trật tự vốn có của nó. Nhưng ông cũng đắn đo suy nghĩ, nếu xử lý không khéo léo, e rằng người tổn thương sẽ là vợ con ông. Ông không muốn gia đình ông gặp cơn sóng gió. Chính sự do dự của ông khiến cho Mỹ Anh có cơ hội phản đòn. Khi thấy ông lên cơn đau tim, thay vì đưa ông đi cấp cứu, cô cố tình giật lấy lọ thuốc, cứ thế nhẫn tâm nhìn ông bước sang thế giới bên kia trong đau đớn. Cô nàng tin rằng giờ mọi việc sẽ vĩnh viễn ngủ yên dưới nấm mồ sâu. Nhưng không, sự ra đi đột ngột của ông Khánh khiến cho Hải Đăng dần nghi ngờ về người vợ đầu óc tay gối. Cộng với cảm giác ngày càng xa lạ giữa hai người, anh quyết tâm vén bức màn sự thật. Dưới sự hỗ trợ đắc lực của Việt Lâm, vai diễn của Mỹ Anh cũng sớm kết thúc. Mỹ Anh từng nghĩ chỉ cần có được Hải Đăng, đồng nghĩa đời cô sẽ sang trang mới. Nên bằng bất cứ giá nào, cô cũng phải giữ thật chặt tấm vé này. Giờ sự thật được phanh phui với cái chết của ông Khánh, với những việc làm dơ bẩn, cô nào phải đối diện với sự trừng phạt của pháp luật. Cô đau khổ, chỉ biết tìm tới mẹ để khóc lóc ỉ ôi. Phần vì cô tiếc nuối khi trắng tay, phần vì cô sợ hãi phải sống phần đời còn lại trong lao tù. Thấy con gái thân tàn ma dại, bà Nga hối hận vô cùng. Năm xưa, nếu bà không dung túng cho Mỹ Anh,
thì có lẽ mọi việc đã không ra nông nỗi này. Bà nghẹn ngào, là do mẹ, tất cả là lỗi của mẹ. Nếu mà không giúp con, nếu Minh Anh tỉnh dậy, dũng cảm nói toàn bộ sự thật, thì con gái mẹ đã không lầm đường lạc lối. Mỹ Anh gạt đi. Mẹ ơi, không phải là do con tham lam ích kỷ, mẹ đừng tự trách bản thân nữa. Xin mẹ đừng quên đứa con gái bất hiếu này. Khi không có con ở bên, mẹ phải tự biết chăm sóc cho bản thân. Bà Nga gạt nước mắt, còn nước thì còn tát. Mẹ sẽ quỳ xin gia đình Hải Đăng tha thứ. Chỉ cần họ rút đơn thì con vẫn còn cơ hội. Chẳng còn quan tâm tới sĩ diện, bà Nga tìm tới quỳ gối trước mặt bà Dung, giọng thành khẩn. Tôi thật lòng xin lỗi chị Xui, xin lỗi anh Xui. Rồi bà nhìn sang Hải Đăng. Mẹ thật lòng xin lỗi con. Biết cái chết của chồng là do cô con dâu quý hóa, biết những sóng gió trong nhà đều do Mỹ Anh gây ra. Bà Dung dù có hiền lành tới đâu cũng không thể giữ được bình tĩnh. Chị nghĩ chỉ một câu xin lỗi là có thể giải quyết mọi việc sao? Xin lỗi có thể giúp chồng tôi sống lại ư? Xin lỗi có thể mang lại hạnh phúc cho con trai tôi sao? Bà Nga cúi mặt lý nhí đáp, là do tôi không biết dạy con, xin chị có oán. Là do tôi không biết dạy con, xin chị có oán có trách hãy trút lên đầu tôi. Dù chị có bảo tôi chết, tôi cũng cam lòng. Bà Dung hiểu được nỗi lòng của người làm mẹ, nhưng không thể vì thế mà để mọi việc chìm xuống, bà đành thép. Oan có đầu, nợ có chủ, Mỹ Anh sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Quả thật, tuy Minh Anh và Mỹ Anh có chung nửa huyết thống, nhưng càng lớn lên trong một môi trường, cả hai khác nhau một trời một vực, tất cả là do sự thiên vị, chiều chuộng của bà Nga mà ra. Vì Mỹ Anh là giọt máu của bà mang nặng đẻ đau, nên bà dành nhiều tình thương hơn cho cô bé. Chính điều đó khiến cho Mỹ Anh ích kỷ, ỷ lại, chỉ biết nghĩ tới bản thân. Giờ bà Nga hối hận đã quá muộn. Nếu chị không đồng ý, tôi sẽ quỳ mãi ở đây. Bà Dung chẳng muốn đôi co với bà Nga. Bà bỏ lên phòng. Giờ người khó xử nhất là Hải Đăng. Dù gì bà Nga, trên danh nghĩa vẫn là mẹ vợ. Mỹ Anh vẫn là vợ hợp pháp. Anh tiến tới đỡ bà Nga. Mẹ à, xin mẹ đừng làm vậy. Bà Nga nắm tay Hải Đăng. Con à, tôi thì không có tình cũng có nghĩa. Xin con hãy cho Mỹ Anh cơ hội. Chỉ có con mới giúp được con bé. Hải Đăng tiến thoái lưỡng nan khi đứng trong hoàn cảnh tình chị duyên em. Dù gì hai gia đình vẫn còn dây mơ rễ má với nhau, nhưng nghĩ tới cái chết oan ức của cha, liệu anh có nhân nhượng hay không? Chẳng biết rồi bà Nga có bình tâm suy nghĩ, bà có nhận ra tội ác của con mình gây ra. Đã tới lúc bà phải buông tay để cô trưởng thành, bà sẽ không thể dung túng cho cô. Bà sẽ không thể dung túng cho cô và để cô tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Và bản án nào đang chờ đợi Mỹ Anh? Còn Hải Đăng và Minh Anh có cơ hội quay về bên nhau hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận. Xin kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút xem phim thật thư giãn và thoải mái. Xin chào và hẹn gặp lại!